Chào các bác đã đến với siêu thị điện máy Ecomart. Thời tiết bắt đầu nắng nóng kéo dài thì ngày hôm nay trong video này Ecomart sẽ cập nhật tới cho cả nhà top 3 điều hòa mua sớm giảm lớn tại siêu thị điện máy Ecomart, kèm theo với đó rất là nhiều các ưu đãi. Thì top 3 mẫu điều hòa này là những mẫu điều hòa nào thì các bác hãy theo dõi luôn trong video ngày hôm nay nhé. Trước tiên thì các bác có thể thấy là với điều hòa tại siêu thị điện máy Ecomart thì bên em có đầy đủ các thương hiệu từ Aqua, Sharp, Mitsubishi, Daikin, Funiki, Sharp này, Media này, Panasonic, LG, Copper để phù đủ để phục vụ được cái nhu cầu cũng như là cái sở thích của các bác. Thì các bác mà cần tư vấn bất cứ mã nào, các bác có thể để lại bình luận cho Ecomart hoặc liên hệ trực tiếp tới hotline bán hàng với số điện thoại 0974178586 để bên em có thể hỗ trợ cho cả nhà mình. Thì mẫu điều hòa đầu tiên em sẽ giới thiệu với cả nhà đó sẽ là mẫu điều hòa hàng nhập của Thái Lan với model sản phẩm là Aqua RV10QC2N. Mẫu điều hòa này thì sẽ là dòng điều hòa của thương hiệu Aqua. Aqua thì các bác hãy hỏi em là nó là thương hiệu như thế nào, bởi vì nghe tên rất là lạ. Thì Aqua thì chính là thương hiệu của Sanyo ấy ạ. Sanyo đổi tên thành Aqua. Thì với mẫu điều hòa Aqua RV10 này thì đây là mẫu điều hòa có công suất 9000 cả nhà mình nhé. Phù hợp cho phòng nhà bác nào có cái diện tích dưới 15m2 thì các bác sử dụng cái mẫu điều hòa này sẽ là cực kỳ hợp lý và phù hợp. Thì với dòng điều hòa 9000 của Aqua này thì ống dẫn ga của máy lạnh thì sẽ hoàn toàn được chế tác từ cái chất liệu đồng, mang lại cái độ bền vượt trội so với các vật liệu khác cho các bác. Đặc biệt hơn là với cái dòng này, đặc biệt là cái chất liệu đồng này, nó còn giúp gia tăng cái sự ổn định của hệ thống trong làm lạnh cho cả nhà. Lá tản nhiệt thì sẽ hoàn toàn bằng nhôm rồi. Thì với lá tản nhiệt bằng nhôm ở dàn lạnh thì nó sẽ có cách tuổi thọ dài và cực kỳ là tiết kiệm điện cho cả nhà nhé. Bên cạnh đó thì với mẫu điều hòa của Aqua này có thêm công nghệ UVC Pro giúp ức chế cũng như là tiêu diệt hơn 99% cái virus có trong không khí cho cả nhà. Đặc biệt hơn là với tia cực tím này thì nó sẽ chiếu trực tiếp lên dàn hơi, kích hoạt được các ion âm và dương, tạo ra cái không gian cực kỳ là lành mạnh và an toàn cho người sử dụng. Bên cạnh đó thì với cái điều hòa này sẽ có thêm chế độ inverter. Khi các bác sử dụng thì hoàn toàn không phải lo lắng về cái vấn đề tiêu thụ điện năng. Bên cạnh đó thì với dòng inverter này nó còn mang lại cái hiệu quả làm lạnh ổn định và tiết kiệm năng lượng. Bên cạnh những cái tính năng như vậy thì với dòng điều hòa này còn có thêm tính năng sleep mode. Với tính năng này thì nó sẽ tối ưu cái hiệu suất làm lạnh trong khi người dùng đang ngủ, từ đó mà nó sẽ điều chỉnh tự động cái nhiệt độ để phù hợp với không gian phòng cũng như là phù hợp với cái độ lạnh để đảm bảo là khi các bác nghỉ ngơi nó sẽ cực kỳ là thoải mái. Ngoài ra thì rất là nhiều các bác thắc mắc là với cái dòng điều hòa này thì khi mà mất điện, có điện lại thì có hoạt động lại không? Thì với dòng này thì nó sẽ tự khởi động lại cho các bác khi có điện nhé. Với trường hợp này thì các bác sẽ không cần phải cài đặt, mà các bác chỉ cần khi mà các bác sử dụng mà chẳng may mất điện thì nó sẽ tắt, và khi mà các bác có điện lại nó sẽ tự hoạt động trở lại. Thì với cái dòng điều hòa của Aqua, nó sẽ là dòng điều hòa mà đang có cái giá thành tương đối là ổn định cho các bác. Bên em đang bán cho các bác sau khi mà chưa khuyến mại thì chỉ còn về giá là 6.750.000 thôi, là các bác đã sử dụng ngay cho mình một chiếc điều hòa Aqua. Và với cái giá này thì bên em đã tặng chọn gói công và tự lắp đặt hoàn thiện cho cả nhà mình rồi. Các bác mua điều hòa các bác sẽ không cần phải lo lắng về vấn đề lắp đặt nữa. Còn về vấn đề bảo hành thì dòng này sẽ bảo hành 2 năm toàn máy cho các bác và 12 năm cho lốc máy nhé. Đấy, giá cực kỳ là ưu đãi cho cả nhà luôn. Thì đây là cái mẫu điều hòa đầu tiên mà em muốn giới thiệu với các bác trong video ngày hôm nay. Mẫu điều hòa thứ hai mà Ecomart muốn giới thiệu với các bác trong top 3 điều hòa mua sớm giảm lớn đó là dòng điều hòa của Funiki. Đây ạ, mẫu điều hòa Funiki mà em muốn giới thiệu với cả nhà nó sẽ là dòng điều hòa model 18.000 với model là HIHSC18TMU. Đây ạ, HSC18TMU. Mẫu điều hòa 18.000 này thì sẽ có xuất xứ tại Malaysia cho cả nhà nhé. Đây các bác có thể nhìn thấy ạ. Và dòng điều hòa 18.000 này thì sẽ phù hợp cho gia đình nhà bác nào có cái diện tích phòng nó rơi vào khoảng dưới 35m2 thì các bác lắp 18.000 cho em. Và cái dòng này thì sẽ phù hợp cho lớp học này, phù hợp cho kinh doanh, hoặc là phù hợp cho phòng khách, những không gian rộng mà các bác muốn mua điều hòa có cái giá thành tốt.
Thì với cái dòng điều hòa 18 TMU này thì nó sẽ ra mắt cho cả nhà vào năm 2022, sản xuất liên tục cho tới nay. Điều hòa này thì sẽ có màu trắng, kiểu dáng thì cực kỳ là nhỏ gọn, mà khi các bác bật lên ấy, nó sẽ được trang bị thêm cái đèn LED hiển thị nhiệt độ, giúp các bác dễ dàng nhìn thấy khi mà buổi tối chẳng hạn. Ngoài ra thì dòng này nó còn có cái trang bị tấm lọc bằng cái tính chất nano bạc. Thì với cái tính chất nano bạc này thì nó sẽ loại bỏ hoàn toàn được nấm mốc này, vi khuẩn này, bụi bẩn này, đem lại cho các bác một cái môi trường sống nó cực kỳ là lành mạnh luôn, bảo vệ tốt hơn cho sức khỏe của cả gia đình. Với chiếc máy lạnh này thì các bác sẽ không còn sợ vi khuẩn và nấm mốc nữa, bởi vì là được trang bị thêm cái chế độ tự động làm sạch dàn lạnh, chế độ i auto clean ấy. Thì khi mà các bác chọn cái chế độ này, máy sẽ tự động vệ sinh dàn lạnh và tích hợp thêm cho các bác cái tính năng làm khô trong vòng 2 giờ, cực kỳ là an toàn cho người sử dụng. Bên cạnh những cái tính năng cơ bản như làm lạnh nhanh, thì dòng này còn có thêm tính năng sleep giúp điều chỉnh cái nhiệt độ phòng sao cho phù hợp, giúp bạn thoải mái, an toàn, nghỉ ngơi và thư giãn. Nếu mà để so sánh cái mẫu điều hòa này với những hãng điều hòa khác như cùng phân khúc, thì dòng này được người tiêu dùng cũng như là kỹ thuật ngành điện lạnh đánh giá khá cao về cấu tạo cũng như là cái độ vận hành của máy nén. Từ đó mà cái dòng này được nhiều người sử dụng. Còn ga của dòng này thì nó sẽ là ga R32 cả nhà nhé, dòng ga thân thiện với môi trường. Mẫu này thì Ecomart đang bán cho các bác sau khi trừ hết khuyến mại đi sẽ còn về giá là 10.270.000. 10.270.000 và tặng cho cả nhà chọn gói công và đầu tư lắp đặt ạ. Đấy là mẫu điều hòa thứ hai. Mẫu điều hòa thứ ba thì sẽ là một mẫu điều hòa hàng nhập của Thái tiếp theo mà muốn giới thiệu với cả nhà. Đó là mẫu điều hòa Capper ạ. Đây, điều hòa Capper cả nhà mình nhé. Mẫu thứ ba là mẫu điều hòa Capper với model là GC12IS35. Đây ạ, GC12IS35 đây đang quay trực tiếp cho cả nhà đấy ạ. GC12IS35 thì nó sẽ là điều hòa một chiều inverter với công suất 12.000, phù hợp cho phòng nhà bác nào có cái diện tích phòng rơi vào là khoảng dưới 25m2 thì các bác lắp cái mẫu 12.000 này sẽ là hợp lý. Thì với dòng này nó sẽ là dòng một chiều, có xuất xứ tại Thái Lan. Bên cạnh đó thì dòng này sẽ có công nghệ inverter rất là tiết kiệm điện cho cả nhà, cực kỳ là vận hành bền bỉ và êm ái. Bên cạnh đó sẽ có thêm cái cảm biến thân nhiệt iFeel giúp duy trì cái nhiệt độ phù hợp, hạn chế tối đa cái tình trạng cảm lạnh. Bên cạnh đó có thêm chế độ turbo làm lạnh nhanh này, có trang bị chế độ gió cho các bác để giúp các bác có thể lựa chọn cái chương trình sao cho phù hợp nhất. Bên cạnh đó có chức năng iClean giúp loại bỏ bụi bẩn trên dàn lạnh và tăng cái tuổi thọ của dàn lạnh nhé. Nói chung là cái dòng này thì vận hành rất là êm, khá là êm và được khách hàng đánh giá và lựa chọn khá là nhiều. Thì mẫu điều hòa Capper này thì sẽ phù hợp cho gia đình nhà bác nào mua một chiếc điều hòa cái giá thành nó thấp nhưng nó vẫn đảm bảo được cái độ lạnh ổn định. Hay là các bác lắp cho lớp học hay lắp cho văn phòng thì cái mẫu này khá ok. Mẫu GC12IS35 này thì bên em đang bán cho các bác sau khi trừ hết khuyến mại đi còn về giá 7.140.000 nhá. 7.140.000 là các bác đã sở hữu ngay cho mình một chiếc điều hòa đến từ thương hiệu Capper rồi. Thì bên cạnh những mẫu điều hòa mà em đang lên cho các bác còn khá là nhiều các dòng khác. Thì các bác cần tư vấn bất cứ mã nào, các bác có thể để lại bình luận cho Ecomart để bên em hỗ trợ tư vấn ạ. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.